Vâng. Ví dụ Dạ. Xong. Dạ, chúng tôi đang ở trong tầng thứ nhất của bảo tàng và cô này giới thiệu thay mặt trung tướng thiếu tướng Hoàng Kiền để giới thiệu cho cô nói cô là tên gì? Cô. À, cháu tên là Trần Thị Huy ạ. Dạ, hiện dạ cháu cô. Là hướng dẫn của bảo tàng Đồng Quê. Đây, hướng dẫn viên. À, xin cô nói lớn lên để để dạ, chúng tôi rồi. Làm livestream một chút. Dạ, dạ rồi. Và cô vừa giới thiệu với chúng tôi cây nhiệt đới dạ. Là một cái loại cây thông tin của chúng ta. Và sau đó thì Mỹ đã phản ứng bằng bằng cái hàng rào điện tử McNamara để đấu lại với cây nhiệt đới của chúng ta. Đây là một trong những phương tiện điện tử thuộc vào hệ thống hàng rào điện tử McNamara do Mỹ và đó là à. Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng là McNamara. À, tức là của Mỹ. Của Mỹ sản xuất ra. À, chưa phải của ta. Là phát hiện cái sự di chuyển của bộ đội trong thế giới. À, thế mình nghĩ ngược lại, đúng rồi, cái này là của Mỹ. Vâng. Hàng rào điện tử đó làm bằng cây nhiệt đới. Nó được bộ đội ta gọi giống như là một tên chỉ điểm giấu mặt, bởi vì là nó lẫn là cây rừng chúng ta khó phát hiện lắm. Dạ. Và sau khi phát hiện được cái cây này rồi thì bộ đội ta sử dụng đã phá hủy bằng cách túm râu lại hoặc loại bỏ phần râu thì nó mất tác dụng thu và phát hiện. À, tức là túm lại. Dạ rồi. Thế và các cụ hay nói bỏ cái giày có móng tay nhọn ạ. À. Khi phát hiện được cái cây này thì chúng ta tạo ra những cái chấn động giả ở một tọa độ nào đó. À. Cây này gần đó. Thế và làm tín hiệu giả vào. Cũng thế cho ném bom chúng ta mở đường cách di chuyển an toàn. À, thế rồi, chúng ta muốn phá núi mở thường, chúng ta cũng dùng cái cây này đặt vào vị trí cần phá làm tín hiệu giả. Vâng. Và Mỹ cũng ném bom. Vâng. Và những nhân chúng ta không mất bom mìn nhưng vẫn phá được núi mở đường. Và là sau rất nhiều nỗ lực của Mỹ hòng bóp nghẹt con đường chiến lược là đường Trường Sơn. Đây là cái hệ thống mà có thể đưa chúng ta sử dụng cái phương tiện, những cái khí tài để vận chuyển lương thực, thực phẩm hay là vũ khí đạn dược, con người để chi viện cho miền Nam. Vậy. Thế và sau khi phát hiện cây này rồi thì người ta loại bỏ cây này và chúng ta có những cái tác động ngược lại và sau rất là nhiều nỗ lực của Mỹ hòng bóp nghẹt con đường nhưng đều thất bại. Chính vì vậy và một tờ báo của Pháp số ra ngày 31 tháng 12 năm 1972 đã viết rằng điều làm cho Mỹ buồn phiền nhất ấy là đường Trường Sơn không bị phá hủy. Trên đường nào cộng sản đã được Đức Phật phù hộ, chính con đường quyết định hòa bình hay chiến tranh. Yeah. Người Mỹ đã chi ra hàng tỷ đô la hòng bóp nghẹt con đường nhưng để thất bại và trở thành đại quốc. Dạ. Mảng chủ đề thứ hai, đây là mảng chủ đề giới thiệu về con đường tuần tra biên giới do thiếu tướng Hoàng Kiền là giám đốc ban quản lý dự án 47 ạ. Dự án 47 là một dự án thi công từ năm 2007, một con đường bằng bê tông với độ dài là 1.196 km, bắt đầu từ Quảng Ninh đến tận Kiên Giang, tiếp giáp các nước như là Trung Quốc, Lào, Campuchia vân vân. Và với cương vị là giám đốc ban quản lý dự án 47 thì thiếu tướng Hoàng Kiền đã thi công thành công giai đoạn 1 trong vòng 7 năm và đã hoàn thành hơn 1.500 km đường ô tô bê tông. Và sau giai đoạn này được nhà nước đánh giá là một giai đoạn thi công nhanh, tiết kiệm chi phí và không để xảy ra thất thoát. Vâng, đây là một cái mô hình của một đoạn đường tuần tra biên giới. Vâng. Trong chiến tranh sau dạ, trong mọi sau chiến tranh từ năm 2007 ạ. À. Cái này nó nhằm mục đích phân định ranh giới giữa đất của Việt Nam và một số nước lân cận như là Trung Quốc, là Campuchia vân vân. Vâng. Nó được ví giống như một cột mốc kéo dài. Vâng. Nhờ con đường này thì chúng ta đảm bảo an ninh về quốc phòng và thứ hai là tạo điều kiện cho các bản làng xa xôi vùng sâu vùng xa phát triển về kinh tế. Thì cái mà nói đến cái việc thi công đường, thứ nhất về cái địa hình rất là khó khăn hiểm trở, thế nhưng qua khảo sát sau đó thì ông cũng đã hoàn thành giai đoạn một. Cái thứ hai là việc xác định cột mốc làm sao thì không mất đất mình và không sao vâng làm sao để không lấn như sao đâu. Dạ, đây là một số hình ảnh của quá trình khảo sát ban đầu ạ, rồi thi công. Đây bên này là hình ảnh thi công ạ, và cuối cùng là hình ảnh sản phẩm một con đường tuần tra biên giới đã được hoàn thành. Đấy, nếu mà các bác nhìn kỹ thấy rằng nó trải dài như những dải lụa mềm trải dọc đường biên đúng không ạ? Thế nhưng để có được con đường này đó là một cả một sự cố gắng nỗ lực của người lính mở đường, đó là mồ hôi, là công sức, thậm chí là xương máu để làm nên một con đường bê tông huyền thoại, một con đường được ví như là Nam Quốc Sơn Hà giữa thời bình. Đấy, thì đây là những cái viên sỏi trong quá trình khảo sát thi công thì ông đã nhặt về và đánh dấu những cái mốc mà ông đã đi qua. À, đây là viên đá đầu tiên mà ông mang về. Dạ. Như vậy, thiếu tướng Hoàng Kiền được phong danh hiệu anh hùng
thời kỳ này đấy ạ. Sau khi ông nghỉ, bởi vì thi công con đường này đang trong cái giai đoạn dở dang cho nên ông phải nghỉ hưu muộn lúc 1 năm. Và sau khi ông nghỉ hưu thì được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ạ. Vâng. Ông là một trong những cái vị tướng hiếm hoi được tặng 2 giải thưởng lớn. Thứ nhất là danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân rồi. Cái thứ hai đó là giải thưởng Hồ Chí Minh. Giải thưởng Hồ Chí Minh ở phía bên kia, ở cái công trình trước đó là ông cùng với đồng đội của mình đã có những cái giải pháp khoa học trong việc xây dựng một cái nhà trên biển ấy. Vâng. Cái này mà chủ đề là nói về chủ quyền Trường Sa Hoàng Sa. Và đây là cái quá trình phấn đấu trong cái là sự nghiệp của ông và những cái tác phẩm ông đã viết, những cái bài thơ, rồi những cái cuốn nhật ký ông viết trong thời kỳ ông công tác, rồi sau khi nghỉ hưu ông cũng có viết rất nhiều các cuốn sách, trong đó có cuốn sách về bảo tàng đồng quê, và rồi ông mới viết cuốn sách về Trường Sơn huyền thoại và Tây Trường Sơn tình sông những năm, và nói về cái việc nào đã giúp ông trong cái việc bảo vệ đường Trường Sơn. Và ở đây thì mảng chủ đề tiếp theo giới thiệu với các cô chú đấy là mảng chủ đề về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thì sau khi ở Trường Sơn thì Thủ tướng Hoàng Kiền đã tốt nghiệp ở trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, rồi ông được chuyển về một cái cương vị mới đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 83 quân binh hải quân. Thì ở đây có giới thiệu với đoàn về cái mô hình sa bàn quân cảng Cam Ranh được xây dựng ở bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa. Và chúng ta cũng biết rằng đây là một trong 3 cầu cảng đẹp nhất thế giới đó, có điều kiện thuận lợi cả về vị trí địa lý, về quân sự, dễ dàng cho tiền phong và phòng thủ, và đặc biệt nó là một cầu cảng nước sâu cho nên được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, ví dụ như hệ thống tàu ngầm hiện nay chúng ta có 6 tàu ngầm kilo, tàu hộ vệ tên lửa, và hiện nay chúng ta tự đóng mới những cái tàu 16 ống phóng ấy. Và phía bên kia là hệ thống pháo phòng không, một số máy bay hiện đại nhất như máy bay Su-30, máy bay Su-34, và là máy bay có thể săn được tàu ngầm. Còn bên này thì chúng cháu cũng giới thiệu với khách tham quan cái mô hình thu nhỏ của quần đảo Trường Sa với tổng 28 đảo nổi và trên 100 đảo chim. Hiện nay Việt Nam đang chủ quyền 21 đảo những cái cắm cờ. Vâng. Thế và để bảo vệ chủ quyền những hòn đảo này, từ những năm 1986, hồi đó đại úy Hồng Kiền cùng với tư lệnh Sáp Văn Cương cũng đã đi khảo sát và phát hiện rằng nước ngoài thả trộm bia chủ quyền, bởi vì trước đó chúng ta có thả bia chủ quyền và để khẳng định chủ quyền nhé. Thế và với nhận định của người lãnh đạo thì ông nhận định rằng sẽ có tranh chấp xảy ra ở đây, cho nên chủ trương ông cho phải xây dựng các cái điểm chốt giữ trên đảo. Và cho đến nay với tổng 21 đảo thì chúng ta có 33 điểm đóng quân. Và những đảo lớn chúng ta sẽ xây dựng 3 điểm, đảo vừa là 2 điểm và đảo nhỏ là 1 điểm. Thì Thiếu tướng Hoàng Kiền, ông là người đã tham gia xây dựng đủ 33 điểm đấy ạ. Và đặc biệt ông chỉ huy xây dựng ở điểm thứ 33 đó là ở đảo Đá Lớn nhé. Và đấy, đây là lá cờ đã cắm ở đảo Đá Lớn do đạo trưởng ký tặng cho bảo tàng đồng quê. Vâng, đảo Gạc Ma thì đã bị Trung Quốc chiếm giữ, vâng, từ năm 88 ấy. Vâng, ở ngay ở giữa. Vâng. Dạ. Vậy thì nó cũng không làm cơm cháo gì được. Dạ. Thì ở đây bên này có giới thiệu với các cô chú với một số những cái mô hình, nó có tên gọi là nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chúng ta xây dựng trên đảo chìm của đảo Trường Sa giai đoạn 1988 đến 1990 nhằm mục đích khẳng định chủ quyền nhé. Vâng. Thì lúc đầu thì chúng ta xây dựng nhà tạm trong cái điều kiện khẩn cấp, chúng ta tận dụng những cột thông, những cái cột thép, những cái tấm lắp ghép kim loại và xây dựng những nhà như này. Tuy là nhà tạm nhưng nó có ý nghĩa chiến lược trong việc giữ đảo, nhờ nhà này thì chúng ta giữ được đảo để nước ngoài không đến xâm phạm chủ quyền nữa. Thì 2 năm sau khi có điều kiện về kinh tế, vâng, chúng ta đã cải tạo đảo thành đảo mộc và xây dựng nhà tinh cố phòng 4 tầng. Tầng 1 là hệ thống lô cốt, tầng 2, tầng 3 là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi và tầng 4 là các anh. Đây là cảnh của Thủ tướng Hoàng Kiền thời kỳ ông là trung đoàn trưởng trung đoàn 83 quân binh hải quân. Khi mà xây dựng đảo giữa cái điều kiện và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, trong cái điều kiện có sự tranh chấp thì ông đã đưa ra rất nhiều những cái sáng kiến mới. Thứ nhất đó là sáng kiến đưa đất ra đây để trồng rau xanh, cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Thứ hai là biết sử dụng những cái xuồng nhỏ để tập kết vật liệu để xây dựng đảo. Và thứ ba để đáp ứng thiếu hụt về nguồn nhân lực, ông là người đã mạnh dạn về quê, tức là làng Bình Di, xã Giao Thịnh, để tuyển dụng những người thợ lành nghề đưa ra xây dựng Trường Sa trong suốt hơn 20 năm. Bởi vì giữa cái điều kiện sóng to gió lớn cần phải những cái người thợ mà có nhiều kinh nghiệm, mà trong khi lính nghĩa vụ thì không đáp ứng được điều đó. Đấy, và đây là cái
Cái mô hình này là cũng là do thiếu tướng thiết kế và xây dựng. À, dạ, những cái mô hình, toàn bộ những cái hiện vật trong cái không gian của tầng 1 đây là đều do các bảo tàng hỗ trợ để hiện vật trưng bày. Vâng ạ, như là bảo tàng công binh, bảo tàng Trường Sơn, vân vân, và hải quân. Cái sa bàn này là của hải quân tặng. Còn những hiện vật bên này là công binh tặng, bên này cũng hải quân tặng. Và cái bên kia là bảo tàng Trường Sơn ạ. Và tất cả hiện vật này là các bảo tàng hỗ trợ để trưng bày đây. Còn ông có đưa ra những cái giải pháp khoa học để xây dựng nhà trên biển cùng với đồng đội của mình và cùng với trung đoàn trưởng trung đoàn 83 để thi công. Thì ở đây cũng bên này là những cái nhà để xây dựng trên đảo chìm nhằm mục đích thực hiện chủ quyền. Còn đây là những mô hình nhà giàn được xây dựng trên thềm lục địa phía nam của Biển Đông, tức là cái vùng đặc quyền kinh tế khoảng 200 hải lý ở vùng đất liền kéo dài đấy. Cái ba mô hình nhà giàn này để thể hiện cho ba giai đoạn xây dựng của chúng ta, nó có tên gọi là nhà giàn JK, hay chúng ta hiểu đó là một trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật. Mô hình thứ nhất là xây dựng từ năm 1989, thời kỳ đó thì chúng ta bộ công binh đảm nhận xây dựng bằng cái phương pháp đóng cọc thép trên nền đá san hô với độ sâu 18 đến 25 mét, phần chân đế thi công bên ngoài, phần trên thi công trong bờ kéo ra lắp lại. Và chúng ta thi công được 19 cái trên nền đá san hô, một cái trên nền đất yếu của mũi Cà Mau. Nghe có vẻ như 20 nhà giàn đúng không ạ? Nhưng thực ra có 19 cái thôi, chúng ta loại bỏ số 13. Thế và khi mà xây dựng xong thì do yếu tố về môi trường, địa chất, khí hậu bị đổ mất 5 cái. Thì sau này chúng ta chủ trương làm thế nào để chống rung lắc thì giai đoạn 2. Nhưng năm 90 chúng ta đã cải tạo nhà giàn để chống rung lắc, chúng ta tăng trọng lực cho khối chân đế bằng cách là thêm các khối bê tông gia tải như này. Và mỗi khối này khoảng 50 khối và tổng là hơn 1.000 tấn bê tông. Thì đến đây nhà giàn đã thực chất trở thành một cột mốc chủ quyền, có trang bị sân đỗ trực thăng, hệ thống năng lượng sạch. Thế nhưng mà theo các chuyên gia về biển thì các công trình này chỉ có độ bền khoảng 25 năm. Do vậy năm 2010 thì chúng ta chủ trương xây mới nhà giàn gần nhà giàn cũ, cái mô hình thứ 3 đấy. Và quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và có sân đỗ trực thăng, hệ thống năng lượng sạch, đèn báo tín hiệu, hệ thống cảnh giới, hệ thống thoát hiểm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sử dụng được cho 35 người công tác sinh hoạt nghỉ ngơi, chịu được bão cấp 12. Thì đến đây nhà giàn không những là một cột mốc chủ quyền mà nó còn là một trạm dịch vụ chu chuyển về hàng hải quốc tế, cung cấp các dịch vụ y tế hậu cần cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Và đây được coi như một trạm nghiên cứu về hải cảng biển, người ta nối hai nhà giàn với nhau để tạo thành một thể thống nhất. Thế và thưa cô chú, đây là mô hình do Bắc Ninh Công Tuấn công tác ở công ty Ba Son Bà Rịa Vũng Tàu tặng đấy ạ. Họ đã sử dụng 560 ngày công để làm nên mô hình và sử dụng đúng cái chất liệu làm nhà giàn thực tế, tức là chất liệu bền với môi trường biển để làm nên mô hình này. Dạ. Và đây là những cái bức ảnh thật, còn đây là mô hình của nhà giàn, những cái vỏ sò được mang từ Trường Sa về. Thế mình có bao nhiêu cái nhà giàn kiểu nó? Dạ, cái mưa này là 19 cái, sau đó đổ mất 5 cái, còn 14 cái. 14 cái cũ thì xây thêm 14 cái mới gần 14 cái cũ. Như vậy là 28 cái. Dạ. Bên này là giới thiệu với các cô chú về những hình ảnh truyền thống của làng Xây Đạn. Và khi mà họ sử dụng, những cái công cụ họ sử dụng trong việc xây đảo. Thế mà đây là một số những cái góc nói về cái quá trình Thủ tướng Hoàng Tiền chỉ huy cải tạo của đảo đá lớn. Đảo đá lớn, đây là bức ảnh của Thiếu tướng Hoàng Tiền hồi đó ở trung tá. Và nó là một cái đảo đá vành khăn. Thế và nó có ý nghĩa trong việc trực chiến rồi để cho tàu trú ẩn tiếp lương thực dầu cho tàu đi biển nhé. Thế và nhưng mà nó bị ngăn cách bởi dãy đá san hô. Thế và ông ấy chỉ huy đào một con kênh đảo. Và một con kênh đào với chiều dài là 150 m, rộng 50 m, sâu 5 m, và cho tàu vào hồ trú ẩn. Và ông đã phải sử dụng thuốc nổ với lượng thuốc nổ tổng là 1.000 hơn 1.000 tấn, và quả nổ lớn nhất là 110 tấn, và để phá cái luồng đáng. Và sau khi thành công thì tàu bè vào trú ẩn rất là an toàn ạ. Góp sức Trường Sa xây lũy thép, mở đường Bạt núi yểm biên cương. Từ trung đoàn trưởng trung đoàn 83 phát triển thành tư lệnh công binh. Đây là một mảng chủ đề giới thiệu về truyền thống của bộ đội công binh thời kỳ Thiếu tướng Hoàng Tiền là tư lệnh của binh chủng công binh. Dạ vâng. Lá cờ thêu bốn chữ vàng mở đường thắng lợi huy hoàng bát trao. Binh chủng công binh. Công binh anh dũng tự hào, thì với sẽ núi phá rào tháo bom. Đúng ạ, đây là cái bài thơ mà ông viết. Ông là một người luôn luôn tự hào về một binh chủng hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ấy. Và nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập binh chủng công binh thì ông đã viết cái bài thơ này. Và thì họ là những người có nhiệm vụ đào hầm mở đường
khắc phục sự cố sau chiến tranh, là những người đi trước về sau. Và ở đây có giới thiệu những cái bom mìn họ khắc phục sau chiến tranh, cũng như là những cái mô hình xe tự chủ là những phương tiện mà bộ đội công binh sử dụng để mở đường. Cũng tự hào về truyền thống của bộ đội công binh, cho nên ở đây có giới thiệu rất nhiều những cái bức ảnh của các vị lãnh đạo đã về thăm vào bộ lệ công binh ạ. Và cũng với cái cương vị là tư lệnh của binh chủng công binh thì ông đã hoàn thành một cái nhiệm vụ rất là cao cả do đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho, đó là cải tạo hang Cốc Bồng của các bạn. Và làm sao mà giữ được cái linh hồn cũng như cái hang Cốc Bồng đó là sự khó khăn của ông đã hoàn thành. Sau khi ông được tư lệnh của binh chủng công binh thì ông được Bộ Quốc phòng giao cái nhiệm vụ đó là khảo sát lập quy hoạch mở tuyến đường tuần tra biên giới từ 25 tỉnh thành. Thì ở phía bên kia thì cháu vừa giới thiệu với con đường tuần tra này. Và khi nghỉ hưu thì hai bác cũng có nguyện vọng về quê. Lúc đầu là định mở một cái thư viện nho nhỏ để cho học sinh như là người dân trong làng đến đọc sách, bởi vì hai bác rất là thích sách, sưu tầm rất là nhiều cuốn sách, hàng ngàn cuốn sách ạ. Thế là khi mà định mở như thế thì mới lên huyện xin mượn một sào đất. Và để xây dựng thì huyện mới nói là muốn mượn ở thị trấn Quân Lâm hay thị trấn Một Đồng đều cho cả, nhưng mà không, em muốn xây dựng ở quê hương làm gì sẽ cho thuê. Và phải nếu mà muốn thuê đất thì phải có dự án quy mô. Thế rồi anh Hồi giáo sư anh Hùng Lao Động Vũ Khiêu lại tặng câu đối giữ lấy tinh hoa từ thuở trước để cho con cháu mãi ngàn sau. Thế và dần dần thì bảo tàng này mới hình thành. Cô chú định là mở một cái thư viện và những cái hiện vật sẽ trưng bày xung quanh đó để mọi người tham quan. Và sau khi mà hình thành cái bảo tàng này thì Thủ tướng Hoàng Kiệt đã thiết kế, và toàn bộ những cái công trình ở đây đều là thiết kế và cho ra Thủ tướng Hoàng Kiệt thiết kế xây dựng, với mục đích là gắn với thiên nhiên và tận dụng những cái ánh sáng cũng như nhân liệu từ thiên nhiên. Còn những cái ngôi nhà bên ngoài, nhà Bình Đông Trung Đông cũng là sưu tầm trong dân thì cũng rẻ thôi ạ. Mỗi ngôi nhà đó người ta không có nhu cầu nữa, và người ta bán lại rẻ, người giá rất là rẻ. Và nhưng mà hiện nay thì cái việc mà duy tu bảo dưỡng thì đó là sự khó khăn, bởi vì nó đều là nguyên liệu tự nhiên, nhất là cái rạ lưu giữ là rất tốt. Và cái rạ đó là cái giống rạ để lợp nhà ấy, là cái giống lúa thuần ngày trước, cái rạ rất là dài và vàng. Và để bảo vệ cái mái lạ này thì bảo tàng sử dụng bổ tức là cói để dặm bên ngoài để bảo vệ. Thế nhưng mà hàng năm thì sẽ ảnh hưởng của bão gió, cho nên là cái việc chống bão cũng khó khăn. Vâng. Cái thứ hai nữa là cái người mà lợp cái mái này thì hiện nay còn đang hiếm. Cho nên cái việc bảo tồn cũng đang thực hiện. Vâng. Đây cháu kính mời các cô chú sẽ lên tham quan trên tầng 2 trưng bày chính của bảo tàng đồng quê ạ. Vâng. Đây là bức ảnh mà nhân viên bảo tàng cùng với gia đình chụp ảnh hôm kỷ niệm 10 năm thành lập bảo tàng đồng quê đấy ạ. Thì là mới đây đây. Dạ, mới đây. Và mới hồi vào đầu năm ạ. Vâng. Đầu năm tức là năm 2023 ấy. Hôm nay là sang năm 2024. Rồi. Dạ. Đây cháu mời cô chú. Cô cháu hình như cô về bảo tàng rồi sao cô nhỉ? Cô về năm ngoái. Đấy. Cô về chỉ có cô với bác Quang thôi. Xuân về con cháu sống bình an. Tết đến gia đình vui sum họp. Dạ thưa với cô với các chú là cái trên tầng 3 đây là tầng trưng bày chính của bảo tàng đồng quê ạ. Các cô chú thấy rằng là các hiện vật rất là gần gũi thân thương đúng không ạ? Và cái chủ đề trưng bày chính hiện nay đó là cây lúa với đời sống sinh hoạt của cư dân đồng bằng Bắc Bộ ạ. Các hiện vật trưng bày chính chủ đạo đó là các nông cụ liên quan đến nghề trồng lúa. Bên cạnh đó thì còn giới thiệu các hiện vật thể hiện cho các nghề phụ khác, nghề đánh bắt cá nước ngọt trong mặn, nghề làm muối, nghề bị chiếu. Và phía bên này còn giới thiệu một ngôi nhà để thể hiện cho đời sống của một gia đình nông dân. Còn bên này giới thiệu một gian bếp để thể hiện quá trình mà chế biến cái sản phẩm nắng ngày xưa. Dạ cô chú đã đi ra nước ngoài lâu chưa? Dạ cũng khá lâu. Từ hồi nhỏ đúng không? Vậy, không. Lớn cũng trưởng thành mới đi dạ. Trên 40 năm hết. Dạ. Ở đây cháu xin phép giới thiệu một bộ đồ thờ mà mình đã khách tham quan được đánh giá là cái bộ giá trị nhất.
Nó giá trị ở chỗ là thông thường các cụ thường đặt hai bên trên đèn là hai con hàng, nhưng ở đây là hai con kho, kho gắn với một thời kỳ lịch sử, bà Trưng bà Triệu ạ. Phía đông trưng bày duy nhất cái bình, phía tây trưng bày duy nhất hiệu quả. Trong dân gian hay nói là đông bình tây quả hay là độc bình tây quả. Để giải thích cho điều này, tức là ngày xưa các cụ thường làm nhà hướng nam hay hướng đông nam, hướng gió mát. Thế nên bình hoa để phía đông nam nhờ gió mát thổi hương thơm lan tỏa đến bài vị. Còn nghĩa quả để hướng tây nhờ hơi ấm của nhang đèn làm cho quả chín và hương thơm cũng lan tỏa đến bài vị. Đó là ý nghĩa của đông bình tây quả. Còn lưng hương này gắn hình cây trúc, mà khi vào đến cây trúc thì người ta hay hình dung đến con người Việt Nam. Cho nên đây là bộ đồ thờ được rất liên quan đánh giá là bộ mang tính chất thuần Việt. Và xung quanh đây là những cái bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa, Phòng Văn hóa tặng cho bảo tàng đồng quê, cũng như là những cái sách lập kỷ lục bà Ngô Thị Khiếu là người sáng lập ra bảo tàng đồng quê đầu tiên tại Việt Nam và được ghi trong sách niêm lịch thành tựu của Việt Nam đấy. Thì ở đây có giới thiệu về các nông cụ liên quan đến nghề trồng lúa và thể hiện trong một cái quy trình sản xuất lúa thủ công của ông cha từ thời kỳ xa xưa. Đây toàn bộ là hiện vật gốc đã qua sử dụng và gắn bó với đời sống nông nghiệp của ông cha từ rất lâu. Một cái bộ sưu tập mà cô Khiếu rất là thích ạ, đó là bộ sưu tập của gia đình họ Ngô. Đấy, cái cày này ngày xưa tôi có đi cày, tôi dùng cái cày này cày. Dạ. Cày ruộng đấy. Dạ, bác dùng cày 58 hay cày chìa vôi ạ, cái này ạ, cày 51 ạ. Vâng. 54 đâu về đây cái dạ vâng. Cháu đi tiếp. Dạ đúng rồi. Ở đây chúng cháu cũng trưng bày nguyên bộ cái nút ạ. Bữa này, dạ. Cái bữa này nữa. Đúng rồi. Đúng ạ. Rất là gần gũi đối với các bác đúng không ạ? Dạ. Cực kỳ. Đúng rồi. Vất vả lắm ạ. Thế ớn quá hả? Làm này làm đấy nhưng không đủ ăn cô chú. Vâng. Đài vừa đủ thứ mà làm cũng ra cơm cả. Thế nhưng hôm nay lâu sau. Lâu sau. Tôi đã làm cái đó. Dạ, vùng thấp thì cắt một vùng dai đúng không ạ? Vùng cao không phải cắt hai vùng sòng. Vùng dai. Dạ, đúng ạ. Rồi kéo đá. Ban ngày thì đi cấy, đi cày, đi gạch. Xong rồi tối về thì lại cắt hạt thóc ra khỏi vùng lúa. Ở đây có một công cụ rất là độc đáo, không biết bác có sử dụng không ạ? Đây là cái hái ạ. Cái hái đúng rồi. Dạ, cái hái nam của Nam Định. Quơ cái này này, quơ cái này sao? Cắt. Đây là bác Quang nói lại như vậy là trong suốt cái thời kỳ nó Pháp qua nó chiếm Việt Nam mình, mà nhiều người cứ nói là đem văn minh của phía Tây đến cho Việt Nam đó, thì dân của chúng ta khổ như thế này nè. Họ đều nói ngược. Họ làm. Bây giờ đến vậy á, họ nói là Chúa của họ là toàn năng, toàn thiện, toàn ở khắp mọi nơi. Đọc cơ ước thì thấy là ác kinh khủng. Thôi. Vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang Pháp để tìm hiểu xem là họ ở một cái đất nước văn minh như thế mà tại sao mà khi mà sang nước mình thì họ lại áp bức bóc lột dân mình. Vâng, vâng. Cho nên là phải sang đấy để tìm hiểu. Vâng, vâng. Và qua đó thì cũng đã biết cái báo người phong cổ đấy ạ. Vâng. Tôi đến bên đây này. Chân đắp xuống đây thì cái kia nó bẫy lên, nhưng mà thả cái chân ra thì nó lại giáng xuống. Vâng, với cô dùng để làm trong hình ảnh. Tôi là người thực dụng. Đây bác này, các bác dùng nhiều cho nên nó bị mòn vẹt đi như thế này, nó nhẵn thín như thế này. Thế và hiện nay bảo tàng chúng cháu vẫn còn sử dụng cái này bác ạ. Chúng cháu sử dụng cái này để giã lá gai, để làm bánh gai, để duy trì một cái nghề truyền thống đó là món gai. Thứ hai là làm bánh khúc. Dùng cái này giã lá gai để ra bột làm bánh. Ngày xưa là các bác giã gạo thì nó không bị nặng, bởi vì nó không hút chày. Bây giờ mà để ra bột bánh nhá, phải cần hai người to khỏe các bạn. Như cháu là không giã nổi đâu ạ. Phải hai người to khỏe phải giã, bởi vì nó hút chày. Nhưng mà thay vào đó, bên cạnh đó thì sử dụng cái này thì bánh gai nó dẻo. Vâng, nó trộn đều nguyên liệu nó ngon hai người to khỏe dạ. Chắc là lát nữa tôi với cô xuống từ có khổ từ cái này á gọi là cái nia to nhưng mà không khỏe gọi là nia lớn hơn nữa gọi cái nong dạ, cái này cái rổ cái này là cái mẹt dạ. Cái kia là cái dần đấy, đó. Cái đó là cái sàng khổ cái này nữa nhà tôi là cái đó mà mẹ tôi là sao cái đấy gọi là cối sai đấy, tức là ông này ông đã cái sống có cái này. Ông đã từng sống trong cái cảnh đấy rồi đấy gọi là tuổi thơ dữ dội của bác đúng không ạ? Vâng. Tuổi thơ tôi thì có chiếc đi dạy chạy em dạ chị Châu chị Xuân lớp ba này. Cái này cũng là của nhà dạ cái mảng đấy thì nói về cuộc đời của nhà giáo Ngô Thị Khiếu ạ. Ở dưới tầng 1 thì cái mảng nói về thiếu tướng Hoàng Kiền. Cái này sau 54 đưa mới thấy có, đi trước không thấy có. Dạ đúng ạ.
Cái này thì nó gắn với nhà giáo Ngô Thị Khiếu cái giai đoạn năm khoảng năm 2001 ấy ạ. Khi mà cô đang dạy học ở trường trung học cơ sở Kim Long Hà Nội là cô đã sử dụng cái này để dạy học ạ. Để đi đến trường để dạy học ạ. Thì hai cái tủng này nói về cuộc đời của một nhà giáo đấy ạ. Đây ạ, từ một cô gái nhà quê thích đi mò cua bắt ốc. Đấy, bị bố nói là phải học, không được đi mò cua bắt ốc nữa. Thế là vâng. Cái đấy kêu là cái giỏ. Cái giỏ đấy, vâng. Cái bên trên đài gọi là cái hòm. Đúng ạ. Và khi về thì cô đã rồi mài kinh sử và thi đậu vào trường Đại học Sư phạm 1 và trở thành nhà giáo. Và hiện nay là giám đốc của bảo tàng đồng quê đấy ạ. Đây, đây những cái hình ảnh cô chụp từ khi mà bắt đầu hình thành bảo tàng đến nay. Còn bên này ạ, mang từ một cái trang phục của một cô gái không quê. Vâng, áo bà ba. Thế là cái ấy, áo dài đầu tiên của một nhà giáo. Vâng. Đấy, xong bây giờ là cái trang phục của giám đốc bảo tàng đồng quê. Thay đổi theo cái thời gian. Thời kỳ, vâng. Bài thơ mà một thầy giáo của cô đã tặng cho cô ạ. Vâng. Đấy, vâng. Hơn 50 năm thầy trò gặp nhau và thầy đã viết bài thơ này để gửi tặng cho người học trò yêu quý của mình nhé. Cho nên ở cái gian trưng bày ngoài kia không biết cô Khiếu đã dẫn các bác đi tham quan chưa? Ở ngay cổng ấy. Vâng. Chưa. Cái ở đấy chúng cháu dựng một cái lán nhỏ thì chúng cháu trưng bày theo chủ đề theo các cái dịp lễ Tết ấy. Thì ở đó thì chúng cháu đặc biệt đề cao bốn người thầy. Thứ nhất đó là thầy U là người cô giám đốc có nói. Cô giám đốc có nói. Cô cho nói thầy U là ông bà cha mẹ. Rồi thầy thuốc, thầy giáo, thầy thuốc và thầy địa lý không phải là thầy mo mà địa lý khoa học đấy. Dạ, đúng rồi. Và giải thích cái hiện tượng tự nhiên ấy ạ và giúp chúng ta có thể sống thuận trong tự nhiên. Vâng. Cái này xưa cái bếp như vậy mà đun lửa cháy như vậy cái hết trò như vậy phải không cô? Dạ. Thì cái việc mà cháy bếp nó cũng có khả năng xảy ra đấy. Hồi cháu còn nhỏ mà khi mà nghe cái tiếng mà có mâm với có nồi là biết là cháy bếp rồi. Thế là thi nhau cháy. Thấy cái này cháy. Cái này mà một quê gì cháy là dễ lắm, gió mà nó thổi một cái. Ngày xưa thì người dân sống quần tụ và tình làng nghĩa xóm rất là gắn kết, cho nên hơi mà nghe tiếng chuông là cả làng cháy ra. Đây ạ. Vâng, cái bếp thì cũng có cái nhiều cái tác dụng ạ. Và hiện nay thì chúng cháu trưng bày cái bộ nồi xôi để thể hiện cho nguồn gốc của cây lúa. Và bộ nồi rượu là nghề truyền thống. Bếp cũng là nơi để bảo quản hạt giống, bảo quản thức ăn, như bảo quản thức ăn như thế nào ạ. Rồi muốn nó giọt trong đây là xuống đây. Dạ, đúng ạ. Xuống đây là mấy sàn. Thế này là cuối cái dâm tre đúng không ạ? Bên kia là cuối đất ạ. Vâng. Dạ. Ôi chà là cực, để làm đòi học cái ăn ăn của mổ khổ, nghĩa sợ. Khói thế sợ. Không ai dám ăn thằng gạo mà có gạo đâu mà ăn. Dạ đúng rồi, gạo rất là hiếm. Có được bữa cơm no thì là hiếm lắm. Mà cô thì thế hệ sau thì tương đối nó đỡ rồi chứ phải. Là thế hệ cháu thì không đói nữa ạ. Và đến khi mà cháu sinh ra thì nói về thịt cá không nhiều nhưng mà cơm thì có đủ no ạ. Mấy cái này mấy cái loại cân. Dạ các loại cân. Cái này kêu là một cái thùng ra. Dạ. Mà ngày xưa lấy đây là một đơn vị bán lúa bán thóc mà cái thùng. Dạ đúng rồi. Cái này á là cái đấu. Đấu gạo. Thùng thì có khi là hai cái đấu. Như vậy là một đấu hay là bằng cái tô? Là một cái đơn vị nhỏ. Bằng một cái tô. Ờ thế đó. Mà cái thùng là đơn vị lớn. Đây là những cái cuốn sổ lưu niệm thì các bác có thể viết những cái cảm tình. Rồi, vâng. Thôi để ngừng đây đặng viết lưu niệm. Dạ.